Dạ ơi, mẹ order rồi, mẹ order salad rồi, mẹ sẽ ăn salad cùng với bạn. Mẹ chưa order vegetable salad cho bạn. Mẹ order rồi, con chờ chú mang ra nhá. Thế con ăn gì đấy? Thế mẹ order gì cho con? Order margarita. Vegetable salad. Họ thích ớt cho vào salad hơn. Thế á? Và pizza rất to. Thế á? Thế mà lúc này con bảo mẹ là con muốn pasta, bây giờ con lại đòi ăn pizza. Đúng không? Con đòi pizza.